Chào mừng đến với video khám phá thế giới của các loài sinh vật. Từ con voi to lớn cho đến những sinh vật bé xíu mà bạn không thể nhìn thấy. Voi là loài động vật trên cạn lớn nhất hiện nay đấy nha. Tuổi thọ trung bình có thể lên tới 70 năm. Voi châu Phi có thể cao tới 4 mét và nặng tới 7,5 tấn. Loài động vật lớn nhất hiện nay trên thế giới và cũng là loài động vật lớn nhất ở dưới đại dương, đó là cá voi xanh. Chiều dài cơ thể lên tới 12 đến 16 mét. Cân nặng có thể đạt tới 30 đến 36 tấn. Trong thế giới vi mô, những loài vi sinh vật, chúng rất nhỏ bé và có mặt ở khắp mọi nơi. Trong không khí, dưới đại dương, trong băng giá, trong đất và ngay cả ở trên cơ thể chúng ta. Tại sao các sinh vật lại có sự khác biệt về kích thước lớn như vậy? Để hiểu rõ lý do tại sao, chúng ta cùng tìm hiểu bài học cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Các em đã biết mọi cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào. Phần lớn tế bào có kích thước hiển vi mà mắt thường chúng ta không thể quan sát được. Tế bào được cấu tạo từ 3 thành phần chính là màng tế bào, chất tế bào, nhân và vùng nhân đối với sinh vật nhân sơ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một số đại diện sinh vật có cơ thể chỉ một tế bào, còn gọi là sinh vật đơn bào. Thầy sẽ giới thiệu cho các em sinh vật trùng roi xanh. Đây là một sinh vật nguyên sinh đơn bào, nó sống trong môi trường nước ngọt, ao, hồ, đầm ruộng, thậm chí ngay cả ở trong vùng nước mưa cũng có mặt chúng. Chúng di chuyển bằng roi bơi. Tiếp đến là vi khuẩn, nhóm sinh vật nhân sơ đơn bào, kích thước hiển vi. Loài vi khuẩn có mặt khắp nơi trên trái đất, đông đảo nhất trong sinh giới. Ở một người khỏe mạnh, trọng lượng cơ thể 70 kg, thì ước tính có 0,2 kg vi khuẩn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, vì ngoài những vi khuẩn gây bệnh, thì cũng có những loài có lợi đối với cơ thể, mà thiếu chúng, cơ thể chúng ta có thể sinh ra bệnh. Ngoài trùng roi xanh và vi khuẩn, chúng ta cùng khám phá thêm một số loài sinh vật đơn bào khác. Đó là trùng đế dày, trùng biến hình. Sinh vật đơn bào có số lượng rất đông đảo, nhưng nhìn chung, chúng có điểm chung là cơ thể có cấu tạo từ một tế bào, kích thước hiển vi. Cấu tạo tế bào gồm có 3 thành phần chính là màng tế bào, chất tế bào, nhân hoặc vùng nhân đối với sinh vật nhân sơ. Như vậy, các em thấy rằng cơ thể đơn bào có cấu tạo cơ thể gồm có màng tế bào, chất tế bào và nhân. Đối với sinh vật nhân sơ như vi khuẩn thì đó chỉ là vùng nhân. Các em cùng quan sát thêm một số hình ảnh về các cơ thể đơn bào. Kể đến đầu tiên là nhóm động vật đơn bào. Nhóm động vật đơn bào gồm có trùng dày, tiếp theo là trùng roi xanh và trùng biến hình. Trùng biến hình còn có tên gọi khác là trùng amip.
Nhóm tảo đơn bào thì bao gồm có tảo Silic, tiếp đến là tảo lục và tảo bong bóng. Đáng chú ý ở đây thì tảo bong bóng là sinh vật đơn bào có kích thước lớn tầm một quả bóng tennis. Nó thuộc vào nhóm sinh vật đơn bào có kích thước lớn mà mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được. Tiếp theo là vi khuẩn. Vi khuẩn kể đến như là vi khuẩn lao thì gây ra bệnh lao phổi ở người, hay như là vi khuẩn Escherichia còn có tên gọi khác là vi khuẩn E. coli gây ra bệnh đường ruột. Sau khi các em đã nghe giới thiệu các nội dung liên quan đến đặc điểm của cơ thể đơn bào, các em hãy sử dụng các kiến thức, những hiểu biết của mình liên quan các nội dung vừa được nghe và thực hiện các bài tập sau. Chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ học tập ở phần cơ thể đơn bào. Câu hỏi thứ nhất là chỉ ra điểm chung nhất của cơ thể trong hình 19.1 A và B bằng cách kéo thả các cụm từ thích hợp thả vào các ô ở trên hình. Cụm từ thứ nhất là vùng nhân, nhân tế bào, màng tế bào và chất tế bào. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra phương án trả lời của mình. Câu trả lời của các em như thế nào? Chúng ta cùng quan sát đáp án của câu hỏi này. Đầu tiên là màng tế bào. Tiếp theo là chất tế bào. Và vùng nhân. Và cuối cùng là nhân tế bào. Các em hãy kiểm tra xem mình đã trả lời đúng cho câu hỏi này hay chưa. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Để quan sát trùng roi, vi khuẩn, vân vân thì chúng ta sử dụng thiết bị nào trong các thiết bị trò này? Để trả lời cho câu hỏi này thì các em cần lưu ý những thiết bị để quan sát được các vi sinh vật nhỏ bé như trùng roi và vi khuẩn thì phải có độ phóng đại rất lớn. Như vậy các cái thiết bị ở đây là kính lão, kính hiển vi, kính cận, kính lúc. Thì thiết bị nào là thiết bị có độ phóng đại lớn nhất? Các em hãy đưa ra cái đáp án của mình. Như vậy câu trả lời của chúng ta ở đây chính là kính hiển vi là đáp án đúng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba như sau. Phát biểu nào sau là đúng về cơ thể đơn bào? Qua video về thông tin cơ thể đơn bào, các em cũng đã có cái cảm nhận, có cái sự hiểu biết về cơ thể đơn bào có đặc điểm như thế nào. Chúng ta hãy đưa ra cái lựa chọn của mình cho câu hỏi này. Như vậy đáp án của câu hỏi này chính là cơ thể đơn bào là cơ thể có một tế bào, và cái tế bào đó, cái cơ thể đó là thực hiện đầy đủ cái chức năng của một cơ thể sống. Câu hỏi tiếp theo, hãy tích chọn những sinh vật là có cơ thể đơn bào cho dưới đây, bao gồm châu chấu, khuẩn lao, trùng dày, trùng roi và giun đất. Các em hãy suy nghĩ và lựa chọn trong các phương án đã chọn, phương án nào trả lời cho câu hỏi của đề bài. Chúng ta cùng đi đến với câu trả lời. Đầu tiên là khuẩn lao, tiếp đến là trùng dày, và cuối cùng là trùng roi. Như vậy câu hỏi này có 3 phương án trả lời, đó là khuẩn lao, trùng dày và trùng roi. Như vậy qua cái việc thực hiện nhiệm vụ học tập và xem video về nội dung thông tin liên quan đến cơ thể đơn bào thì chúng ta có thể kết luận rằng cơ thể đơn bào là cơ thể chỉ được cấu tạo từ một tế bào, và cái tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. Ví dụ như trùng dày, trùng roi, trùng biến hình, tảo lục, tảo Silic
vi khuẩn Escherichia coli hay còn gọi là vi khuẩn E. coli, vi khuẩn lao, vân vân. Đó chính là những sinh vật đơn bào. Vậy các sinh vật đơn bào có đặc điểm gì khác so với các sinh vật đa bào? Thầy mời các em cùng đến với nội dung thứ hai là cơ thể đa bào. Khác với cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào không chỉ có số lượng tế bào nhiều hơn mà còn phân hóa để đảm nhận những chức năng khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu về cơ thể đa bào các em nhé. Đối với thực vật, đầu tiên kể đến là bộ rễ, nơi có các tế bào lông hút nằm ở miền hút, là tế bào biểu bì kéo dài để thực hiện chức năng hút nước và hút khoáng hỏa tan. Tế bào lông hút có thành mỏng, rễ cho nước và các chất hòa tan thấm qua. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về tế bào mạch dẫn của thân cây, gồm các tế bào mạch gỗ nằm bên trong đảm nhận chức năng dẫn nước và muối khoáng từ rễ tới các cơ quan. Liền kề bên ngoài tế bào mạch gỗ là tế bào mạch dây, chúng thực hiện chức năng dẫn chất dinh dưỡng đi nuôi cây. Bộ phận tiếp theo của cây đó là lá cây. Lá cây là nơi quang hợp để tạo ra chất dinh dưỡng để nuôi cây. Bề mặt lá có một lớp tế bào biểu bì, vừa thực hiện chức năng bảo vệ bộ phận bên trong của lá, vừa làm nhiệm vụ trao đổi khí và thoát hơi nước. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về động vật. Ở động vật và con người, tế bào cũng phân hóa để thực hiện những chức năng khác nhau. Đầu tiên, ta nói về da. Da gồm có 3 lớp. Lớp ngoài là thượng bì, đến trung bì, hạ bì và các phần phụ của da. Trong đó thượng bì hay còn gọi là biểu bì, đây là lớp ngoài cùng của da. Thượng bì gồm có nhiều lớp tế bào hình dẹp. Lớp thượng bì là một hàng rào ngăn nhiễm trùng, giúp thoát hơi nước qua tuyến mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về các loại tế bào cơ. Đầu tiên, tìm hiểu về cơ trơn, là một trong 3 loại cơ trong cơ thể của chúng ta. Cơ trơn là thành phần cấu tạo của mạch máu, các cơ quan nội tạng rỗng như là dạ dày, ruột, phế quản, tử cung, ống dẫn niệu và bàng quang. Khi cơ trơn co bóp, nó sẽ đẩy mọi thứ qua hệ thống cơ thể như là thức ăn qua dạ dày, nước tiểu qua bàng quang, máu lưu thông trong huyết mạch. Tiếp theo là tế bào cơ tim. Đó là các tế bào nhỏ có vân, chia nhánh và chỉ một nhân. Cơ tim có nhiệm vụ đẩy máu lưu thông trong hệ tuần hoàn. Cơ vân là loại cơ duy nhất có thể điều khiển, kiểm soát một cách có ý thức. Cơ vân giúp di chuyển các bộ phận bên ngoài của cơ thể và các chi. Ở cuối video này, thầy xin giới thiệu tới các em loại tế bào, đó là tế bào thần kinh hay còn gọi là neuron thần kinh. Neuron là những tế bào có chức năng dẫn truyền các xung thần kinh. Neuron là đơn vị cơ bản cấu thành hệ thần kinh của chúng ta. Cấu tạo gồm có phần thân, các sợi nhánh và sợi trục. Neuron là những tế bào dài nhất trong cơ thể, không có khả năng phân chia. Tuy vậy, neuron có khả năng tái sinh ở phần cuối sợi trục nếu như cơ thể của chúng ta bị tổn thương. Sau khi xem xong video về cơ thể đa bào, thầy yêu cầu các em thực hiện nhiệm vụ học tập bằng cách trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở phần tiếp theo. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 sách giáo khoa, em hãy nối cặp nội dung mảnh ghép ở bên phải phù hợp với mảnh ghép ở bên trái. Các mảnh ghép ở bên trái bao gồm hình 19.2 và hình 19.1 cơ thể có .. Như vậy thì các mảnh ghép ở bên phải
có các cái nội dung là nhiều tế bào thần kinh và một tế bào. Như vậy thì câu trả lời của câu hỏi này như thế nào? Chúng ta hãy cùng thực hiện. Như vậy hình 19.2 là cái hình của cơ thể cây cà chua. Thì cây cà chua là một sinh vật đa bào. Vậy thì mảnh ghép tương ứng sẽ là nhiều tế bào. Còn trùng roi, vi khuẩn là sinh vật đơn bào, do đó cơ thể có một tế bào, mảnh ghép tương ứng là một tế bào. Mời các em cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Hãy sắp xếp chức năng cho dưới đây theo thứ tự của các loại tế bào cây cà chua. Một là tế bào biểu bì ở lá, hai là tế bào mạch dẫn ở thân cây, và ba là tế bào lông hút ở rễ. Các chức năng được cho ở dưới được sắp xếp một cách lộn xộn. Chúng ta hãy sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3 phù hợp với nội dung trên yêu cầu của đề bài. Như vậy, câu trả lời của chúng ta ở đây chính là với cái chức năng bảo vệ, trao đổi khí và thoát hơi nước thì phù hợp với nội dung của phần 1 là tế bào biểu bì ở lá. Còn nội dung là tế bào mạch dẫn ở thân cây phù hợp với chức năng đó là dẫn truyền nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng. Còn tế bào lông hút ở rễ có chức năng là hút nước và muối khoáng. Câu hỏi tiếp theo như sau. Em hãy lựa chọn đặc điểm cơ thể đa bào trong các cái phương án trả lời sau. Phương án thứ nhất là được cấu tạo từ một tế bào. Phương án thứ hai là được cấu tạo từ nhiều loại tế bào khác nhau. Và phương án thứ ba là kích thước lớn. Và phương án cuối cùng là được cấu tạo từ nhiều tế bào. Các em hãy lựa chọn đáp án cho câu hỏi. Đáp án của câu hỏi này chính là được cấu tạo từ nhiều loại tế bào khác nhau và kích thước lớn, được cấu tạo từ nhiều tế bào. Như vậy, cái cơ thể đa bào là cơ thể có nhiều tế bào. Do đó, các phương án mà lựa chọn mà nhiều tế bào và kích thước cơ thể lớn là những cái phương án đúng cho câu hỏi. Mời các em đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo như sau. Loại tế bào nào sau không có ở thực vật? Tế bào thần kinh, tế bào biểu bì, tế bào lông hút, tế bào cơ, tế bào mạch dẫn và tế bào gan. Các em phải suy nghĩ và đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Như vậy, câu trả lời của chúng ta ở đây là tế bào thần kinh, tế bào cơ, tế bào gan là những cái tế bào mà không có ở thực vật. Từ việc xem video cũng như là thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua trả lời các câu hỏi thì chúng ta thấy rằng cơ thể đa bào thì có cấu tạo từ nhiều tế bào, và tế bào khác nhau thì thực hiện các chức năng khác nhau của cơ thể. Cơ thể thực vật thì được cấu tạo từ một số loại tế bào như là tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào lông hút, vân vân. Còn cơ thể động vật thì được cấu tạo từ một số loại tế bào như là tế bào biểu bì, tế bào cơ, tế bào gan, tế bào thần kinh, vân vân. Và một số ví dụ về cơ thể đa bào như là cây phượng, con giun đất, cây hoa hồng, hay là con ếch đồng, thậm chí là ngay cả bản thân chúng ta cũng thuộc về cơ thể đa bào. Qua đây thì chúng ta có thể trả lời được câu hỏi từ đầu bài là tại sao trùng roi hay là vi khuẩn lại có kích thước nhỏ, trong khi đó thì voi và cá voi xanh lại có kích thước rất lớn. Bởi vì trùng roi và vi khuẩn
là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Trong khi đó, các voi xanh hay là voi thì lại có cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào. Do đó, dẫn tới là kích thước cơ thể của chúng khác nhau. Các em vừa tìm hiểu xong nội dung bài học hôm nay. Để khắc sâu hơn những gì đã học về cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào, các em hãy quan sát sơ đồ tư duy, hệ thống hóa lại toàn bộ những nội dung vừa học, từ vẽ lại sơ đồ tư duy vào vở để giúp các em ghi nhớ nội dung bài học một cách sâu sắc hơn. Để củng cố lại những điều các em đã được học, chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo là phần luyện tập. Chúng ta cùng đến với bài tập đầu tiên của phần luyện tập. Bài tập như sau: kéo thả bức ảnh con vật vào ô màu thích hợp với sinh vật đa bào và đơn bào. Hai đại diện của chúng ta đó là ếch đồng và trùng roi xanh. Hai ô màu tương ứng là sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào. Các em hãy thực hiện cái nhiệm vụ học tập của cái yêu cầu đề bài. Như vậy, trùng roi xanh là sinh vật đơn bào. Do đó, các em hãy kéo thả trùng roi xanh vào ô màu tương ứng với sinh vật đơn bào. Tiếp đến là ếch đồng là sinh vật đa bào, do đó các em phải kéo thả ếch đồng vào ô màu tương ứng với sinh vật đa bào. Thầy tin rằng sẽ có rất nhiều bạn có thể dễ dàng vượt qua cái bài tập đơn giản này. Chúng ta cùng đến với bài tập tiếp theo. Yêu cầu của đề bài như sau là hãy tích chọn vào ô có đặc điểm tương ứng với các đại diện, đó là vi khuẩn Escherichia coli hay còn gọi là vi khuẩn E. coli, cây bưởi, trùng roi, con ếch. Mời các em cùng đưa ra đáp án của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng vi khuẩn Escherichia coli hay còn gọi là vi khuẩn E. coli, cơ thể của nó có một tế bào, là sinh vật đơn bào. Cây bưởi là sinh vật có cơ thể nhiều tế bào, do đó nó là cơ thể đa bào. Trùng roi là sinh vật có cơ thể chỉ một tế bào, do đó nó là sinh vật đơn bào. Con ếch là cơ thể đa bào, do đó nó có cơ thể nhiều tế bào, là sinh vật đa bào. Các em hãy kiểm tra lại xem các em có đáp án đúng như thầy đã đưa ra hay không. Chúng ta cùng đến với bài tập điền vào chỗ trống. Bài tập như sau: chọn từ thích hợp theo thứ tự các số ở chỗ trống. Cơ thể chấm 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 được cấu tạo nên từ nhiều tế bào khác nhau, mỗi tế bào đều giữ các cái chức năng chấm 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 của cơ thể sống. Cơ thể chấm 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 được cấu tạo nên từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện tất cả các chức năng của cơ thể sống. Chúng ta hãy lựa chọn các cái từ hoặc cái cụm từ thích hợp và điền vào các trục trặc mà trong đề bài đã yêu cầu. Chúng ta cùng quan sát đáp án. Như vậy, số 1 là đa bào, số 2 là khác nhau, số 3 là đơn bào. Các em hãy kiểm tra xem mình đã có lựa chọn đúng như đáp án ở trên màn hình hay chưa. Sau đây chúng ta cùng đến với một câu hỏi, đó là
tìm điểm giống nhau giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Trong các cái phương án trả lời đó là tế bào biểu bì lá, tế bào nhân tế bào và tế bào thần kinh. Các em hãy suy nghĩ và tìm phương án trả lời của câu hỏi này. Bây giờ các em hãy so sánh đáp án của mình với phương án trả lời mà thầy đưa ra. Đáp án của câu hỏi này đó chính là tế bào. Sau đây là một câu hỏi nhận ra cơ thể đơn bào trong số các sinh vật cho sau đây: con ốc sên, trùng dày, con rắn, trùng roi, con báo gấm, cây lúa nước, vi khuẩn đường ruột, tảo lam, con ngựa vằn và cuối cùng là cây bắp cải. Các em hãy lựa chọn xem trong các cái đại diện sinh vật đã chọn đại diện nào là sinh vật đơn bào. Chúng ta cùng so sánh kết quả của mình với đáp án của câu hỏi. Các sinh vật đơn bào bao gồm có trùng dày, tiếp đến là trùng roi và vi khuẩn đường ruột, và cuối cùng đó là tảo lam. Xin chúc mừng những bạn có đáp án giống như đáp án thầy đưa ra. Chúng ta cùng đến với phần vận dụng. Em hãy sử dụng các kiến thức đã học ở trong bài để giải quyết một số cái bài tập có liên quan đến thực tiễn. Chúng ta quan sát các bức tranh, liên hệ với thực tế cũng như là thông tin truyền thông mà các em đã biết để giải quyết một số cái nhiệm vụ học tập như sau. Quan sát bức ảnh này khiến em liên tưởng tới điều gì? Đây chính là mụn trứng cá, một hiện tượng gặp ở rất nhiều người, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì. Mụn trứng cá gây ra những cái tổn thương khiến cho ta mất đi những cái phần thẩm mỹ của mình. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra cái bệnh mụn trứng cá ở người? Chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ ở yêu cầu của câu hỏi. Mụn trứng cá do nguyên nhân nào sau đây gây ra? Thứ nhất, do sức khỏe yếu. Thứ hai, do trùng roi. Thứ ba, do vi khuẩn Aedes. Và thứ tư là do trùng dày. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra phương án trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta cùng so sánh cái phương án trả lời của mình với đáp án của câu hỏi. Trong các phương án này thì chúng ta thấy cái phương án trả lời chính xác đó là do vi khuẩn Aedes gây ra. Để phòng tránh bệnh mụn trứng cá, chúng ta cần chú ý một số cái biện pháp như sau. Thứ nhất là giữ cho khuôn mặt của chúng ta luôn luôn sạch sẽ. Thứ hai là dưỡng ẩm cho da. Và thứ ba là sử dụng các cái sản phẩm trị mụn nó phù hợp với cái làn da của mình, đặc biệt là theo cái sự khuyến cáo của các nhà chuyên môn. Thứ tư là hạn chế việc trang điểm. Thứ năm là cẩn thận khi chăm sóc tóc, bởi vì các cái sản phẩm chăm sóc tóc như là keo xịt nó có thể bám lên da mặt và khiến cho các cái chất bã nhờn nó tích tụ ở trên da và làm cho cái môi trường thuận lợi để vi khuẩn Aedes sinh sôi nảy nở. Và thứ sáu là tránh đưa tay lên mặt. Và thứ bảy là bảo vệ da trước ánh nắng của mặt trời. Và thứ tám là cách ngừa mụn trứng cá qua chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Và thứ chín là tập thể dục hàng ngày và hãy giữ cái tâm trạng lạc quan. Đó là cái những cái giải pháp để giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh mụn trứng cá. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi nữa liên quan đến thực tế. Các em quan sát bức ảnh trên màn hình. Bức ảnh
có liên quan đến một món ăn mà rất phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Cái món ăn này cũng gây ra những cái căn bệnh cho cơ thể người. Và cái căn bệnh đó là gì? Các em theo dõi nội dung câu hỏi. Trong bức ảnh là căn bệnh có nguồn gốc từ lợn. Do ăn tiết canh sống lợn bị nhiễm bệnh. Khi mắc bệnh, người bệnh thường có sốt cao, đau đầu, ù tai, xuất huyết nhiều dạng khác nhau, như là xuất huyết dưới da từng máng, đôi khi gây hoại tử, xuất huyết tiêu hóa, vân vân. Vậy nguyên nhân nào gây ra căn bệnh này? Chúng ta hãy lựa chọn nguyên nhân gây ra căn bệnh trong các phương án trả lời sau. Thứ nhất là do vi khuẩn Escherichia coli, còn gọi là vi khuẩn E. coli. Thứ hai là do ăn tiết canh lợn. Và thứ ba là do vi khuẩn lao gây ra. Và thứ tư là do liên cầu khuẩn suýt gây ra. Chúng ta cùng suy nghĩ, liên hệ với thực tế, tìm kiếm các cái thông tin mà có liên quan đối với câu hỏi này mà chúng ta đã biết trên cái phương tiện thông tin truyền thông để lựa chọn phương án trả lời. Đáp án của câu hỏi này đó chính là do vi khuẩn suýt, còn gọi là liên cầu khuẩn ở lợn gây ra. Một số thông tin liên quan đến bệnh do liên cầu khuẩn lợn. Liên cầu khuẩn lợn có thể gây ra nhiều cái bệnh nguy hiểm, nhưng mà hiện nay chưa có cái phương pháp điều trị đặc hiệu, chủ yếu là hạn chế tiếp xúc với nguồn lây và phát hiện sớm các cái dấu hiệu, các cái biểu hiện của bệnh, các cái triệu chứng để có cái biện pháp phòng ngừa. Một số cái biện pháp để phòng ngừa mắc phải bệnh do liên cầu khuẩn lợn gây ra. Thứ nhất là nên chọn mua thịt lợn đã qua cái kiểm định của cơ quan thú y. Thứ hai là tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, ví dụ như là xuất huyết hoặc là phù nề. Thứ ba là nấu chín thịt lợn. Đây là điều hết sức quan trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo, nếu thịt lợn được đun từ nhiệt độ 70 độ C trở lên thì có thể tiêu diệt được liên cầu khuẩn. Không ăn lợn chết, không ăn các cái món ăn tái, ăn gỏi, đặc biệt là món tiết canh lợn mà chúng ta vừa thấy ở trên hình ảnh. Những người có vết thương hở thì khi mà chế biến thịt lợn thì nên đeo găng tay để cách ly với liên cầu khuẩn. Tiếp theo là giữ các cái dụng cụ chế biến thực phẩm, chế biến thịt lợn ở cái nơi sạch sẽ, rửa sạch tay và các dụng cụ chế biến sau khi mà tiếp xúc. Chế biến thịt lợn thì chúng ta nên dùng riêng rẻ các cái dụng cụ sử dụng đối với thịt sống và thịt chín. Đó là một số biện pháp giúp chúng ta phòng ngừa căn bệnh do liên cầu khuẩn lợn gây ra.